Kiều Tiên kính chào quý khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Theo Đài Khí tượng Thủy Văn Tây Ninh cho biết, thời tiết ở khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh đêm nay và ngày mai được dự báo. Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, đề phòng dông, xét, gió giật mạnh. Ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến 34 độ C. Sau đây là thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu. Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 24 đến 33 độ C, độ ẩm 94%. Khu vực phía Nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng. Mây thay đổi, đêm nay có mưa nhỏ, chiều mai có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến trên 34 độ C, độ ẩm 94% khu vực phía đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu. Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào, có mưa vừa và dông. Ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 24 đến 32 độ C, độ ẩm 93%. Khu vực phía tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành. Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông. Ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến trên 33 độ C, độ ẩm 93%. Khu vực thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 24 đến trên 34 độ C, độ ẩm 94%. Cảnh báo, mưa dông kèm theo nguy cơ cao xảy ra gió giật mạnh, lốc, xét, cây cối gãy đổ gây nguy hiểm cho người dân, đồng thời mưa lớn có khả năng gây ngập úng vùng trụng thấp đô thị, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại. Mực nước cao nhất tại gò dầu sông Vàm Cỏ Đông từ 1m đến 1.1m, và bây giờ là thông tin thời tiết chi tiết của các huyện thị thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, mưa axit là hiện tượng nước mưa có chứa các hạt axit và một số kim loại nguy hiểm, nước có nồng độ pH thấp được tạo thành bởi lượng khí thải SO2 và NO2 hình thành từ hoạt động sản xuất công nghiệp, hóa chất, khai thác dầu mỏ. Mưa axit gây ảnh hưởng tới sức khỏe, bầu khí quyển, phá hủy môi trường sống của các loài sinh vật, cây trồng, làm xói mòn các công trình kiến trúc. Mưa axit được liệt vào là một trong những thảm họa nguy hiểm trên trái đất, đe dọa đến sự sinh trưởng, phát triển và duy trì sự sống của các loài sinh vật. Mưa axit có thể bắt nguồn từ núi lửa, cháy rừng hay sấm sét khi mà khí SO2 và NO2 kết hợp với hơi nước trong khí quyển và tạo thành axit. Tuy nhiên, nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng mưa axit xuất hiện ngày càng nhiều chính là do các hoạt động sản xuất công nghiệp của con người. Phục vụ cho đời sống của mình, con người đốt nhiều than đá, dầu mỏ mà trong than đá, dầu mỏ thường chứa một lượng lưu huỳnh, còn trong không khí lại chứa rất nhiều khí nitơ. Khi lượng oxit của hai chất này ở trong khí quyển tăng cao sẽ xảy ra hiện tượng mưa axit. Các phương tiện giao thông, nhà máy nhiệt điện, luyện kim, lọc dầu và một số nhà máy khác đốt nhiên liệu xả lưu huỳnh dioxit SO2 vào khí quyển. Nitơ dioxit NO2 được không khí tạo nên ở nhiệt độ cao của phản ứng đốt nhiên liệu. Khi cháy trong môi trường không khí có thành phần O2, chúng sẽ biến thành SO2 và NO2, rất dễ hòa tan trong nước. Trong quá trình mưa, dưới tác dụng của bức xạ môi trường, các oxit này sẽ phản ứng với hơi nước trong khí quyển để hình thành các axit chúng lại rơi xuống mặt đất cùng với các hạt mưa hay lưu lại trong khí quyển cùng mây trên trời. Nếu nước mưa có độ pH dưới 5,6 được gọi là mưa axit. Do có độ chua khá lớn, nước mưa có thể hòa tan được một số bụi kim loại và oxit kim loại có trong không khí oxy trì và làm cho nước mưa trở nên độc hơn nếu đối với cây cối, vật nuôi và môi trường. Theo các chuyên gia, có các nhóm giải pháp cụ thể sau. Một là phương pháp hạn chế tác hại từ mưa axit, không sử dụng nước mưa để sinh hoạt, hay là phương pháp ngăn ngừa hiện tượng mưa axit, xuất phát trước hết từ việc bản thân mỗi người cần nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, khí thải, cần có các quy định cụ thể về vi phạm gây ô nhiễm môi trường, các nhà máy xí nghiệp sản xuất cần có quy trình xử lý khí thải hợp lý, loại bỏ lưu huỳnh và nitơ khỏi chất đốt trước khi đưa vào sử dụng, sử dụng các thiết bị sử dụng nguyên liệu tự nhiên từ gió, sức nước và mặt trời như thái dương năng ưu tiên phương tiện giao thông công cộng, xe đạp, xe điện. Có thể thấy mưa axit là một thảm họa thiên nhiên có ảnh hưởng rất xấu tới con người, sinh vật cũng như môi trường thiên nhiên. Vì vậy, ngay từ bây giờ, chúng ta cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ không gian sống bằng cách thực hiện đồng bộ và đồng bộ từ cộng đồng để giảm thiểu tác động của mưa axit tới môi trường và sức khỏe con người. Quý vị thân mến, bản tin thời tiết hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.